Hành trình đó sẽ giúp chúng ta lớn lên và hành trình đó sẽ mang lại cho ta thật nhiều hạnh phúc. Bán kết của em trong đêm vừa qua mà gây bão mạng xã hội á, thì thực ra nó cũng là ý tưởng nảy mầm vào một đêm mà em lướt TikTok khi em thấy và khám phá rất là nhiều cái ý tưởng thú vị ở trên mạng xã hội. Bởi vì mọi người biết rằng là nền tảng TikTok là một trong những nền tảng mà giúp cho người dùng có thể phát huy sự sáng tạo của mình vô bờ bến. Và việc mình có thể cập nhật được thông tin từ rất là nhiều nơi trên thế giới này với rất là nhiều ý tưởng độc đáo. Và bản thân em thì cũng đã theo dõi TikTok rất là lâu và thường xuyên sử dụng để giải trí, để sáng tạo này, để có thể chia sẻ rất là nhiều câu chuyện thú vị khác. Thì em cảm thấy rằng lần này mình thực sự may mắn và cũng như là một cái cơ duyên á, từ TikTok đến với Miss Universe, và cũng đồng thời là mang tới cho Hương Ly một sự thành công rất là lớn trong đêm bán kết vừa qua.